Hello, xin chào các bạn. Hiện tại trên tay của mình đang là một chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II. Được chiếc máy ảnh đã qua sử dụng và ngoại hình của nó thì các bạn có thể nhìn thông qua video này. Đối với cá nhân mình thì mình đánh giá cái chiếc máy ảnh này nó còn đạt độ mới rơi vào tầm khoảng 95-96%. Canon G7X Mark II thì là một cái chiếc máy ảnh khá là quốc dân. Nó là một cái chiếc máy ảnh siêu compact và có thể quay phim làm vlog khá là ok. Và cũng được khá nhiều các reviewer đánh giá về cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II này. Thông số kỹ thuật của cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II này thì nó là sử dụng một cái cảm biến 1 inch và có độ phân giải là 20 megapixel, và cái chiếc máy ảnh này thì nó đi cùng một cái ống kính của Canon với một cái khẩu độ là 1.8-2.8 và với một cái giải zoom quang là 4x, sẽ giúp cho bạn quay phim trong điều kiện thiếu sáng khá là tốt, cũng như là có thể chụp một chút chân dung ở những cái tiêu cự xa. Do vậy các bạn nào đang có ý định mua một cái chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà có thể quay chụp tốt ấy, thì cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II này khá là ok ở trong cái phân khúc nó rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu. Trên thị trường hiện nay, nếu mà cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II này nếu bán mới ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng độ như là sắp xỉ 10 triệu đồng thì phải. Mình không nhớ lắm nhưng mà khoảng ở đấy. Còn nếu mà khi mà các bạn mua cũ thì cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II này nó sẽ có mức giá rơi vào tầm 6-7 triệu đồng. 6-7 triệu nó sẽ phụ thuộc vào cái ngoại hình và độ mới phụ kiện kèm theo của cái chiếc máy ảnh các bạn nhé. Do vậy các bạn nào đang có ý định mua cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham khảo cái chiếc máy ảnh này nhé các bạn nhé. Vì đây là một cái chiếc máy ảnh nhắm tới đối tượng làm vlog, vì vậy mà nó có một cái màn hình lật xoay 3 inch và có cảm ứng, sẽ giúp cho các bạn có thể là chụp tự sướng cũng như là chúng ta có thể quay phim bố cục được khung hình khá là tốt. Đi kèm với một cái ống kính có một cái khẩu độ từ 1.8-2.8 ấy, thì khi mà chúng ta quay trong điều kiện thiếu sáng thì chất lượng video của nó cũng khá là ok, khi mà cái khẩu độ của cái ống kính nó khá lớn. Và cái chiếc máy ảnh này ấy, nó lại không có cái cổng mic, tuy nhiên thì cái chất lượng thu âm của nó cũng khá là ok và chúng ta hoàn toàn có thể là thu âm thông qua điện thoại, sau đó chúng ta sẽ lồng ghép cái file thu âm đấy lên trên cái file video của cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II. Chúng ta vẫn có thể thu được những cái chất lượng âm thanh tốt thông qua những cái thiết bị như là điện thoại hoặc là một số những cái thiết bị ghi âm chuyên dụng. Tuy nhiên nó sẽ hơi rườm rà một chút khi chúng ta cần phải lồng ghép âm thanh. Canon G7X Mark II thì nó có thể quay phim Full HD ở tốc độ là 60 khung hình một giây. Đối với cái chất lượng hình ảnh quay phim của cái chiếc máy ảnh này ấy, thì mình đánh giá nó ở mức trung bình khá thôi. Có nghĩa trong vòng tầm khoảng độ 3-4 năm trước thì Canon G7X Mark II sẽ là một sự lựa chọn khá là đáng giá. Bữa trước mình đã làm một cái video giới thiệu cái chiếc máy ảnh Sony RX100 Mark IV mà các bạn cũng có thể tham khảo lại. Mình sẽ ghim cái video đấy ở phía sau cái video giới thiệu cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II ngày hôm nay. Thì mình đánh giá cái chiếc máy ảnh Sony RX100 Mark IV này ấy, có một điểm khá nổi trội khi mà nó có thể quay phim 4K ở tốc độ là 30 khung hình một giây. Và mức giá của cái chiếc máy ảnh Sony RX100 Mark IV này ấy, thì nó đắt hơn cái chiếc máy ảnh Canon G7X Mark II của mình trên tay ngày hôm nay hơn 1 triệu đồng. Vì vậy, ví dụ như nếu trong trường hợp mà các bạn đang cần một chiếc máy ảnh có thể quay phim 4K thì chúng ta có thể tham khảo cái chiếc máy ảnh Sony RX100 Mark IV này. Chiếc Sony RX100 Mark IV này có thông số kỹ thuật khá là ấn tượng khi nó có thể quay phim 4K ở định dạng là 30 khung hình một giây này, và nó có một cái hệ thống ống kính D-sao của dây. Đối với các bạn mới chơi thì mình nghĩ là những cái thông số kỹ thuật như này mình nói sẽ các bạn sẽ không hiểu, nhưng nếu các bạn nào mà chơi ảnh chuyên sâu các bạn sẽ hiểu rằng là cái D-sao này cùng với cái ống kính dây thì cho ra chất lượng quang học nó sẽ tốt hơn so với những cái ống kính Canon bình thường trên cái chiếc Canon G7X Mark II. Và cái chiếc máy ảnh Sony RX100 Mark IV này nó có cả một cái viewfinder nữa. Viewfinder này sẽ giúp cho bạn có thể ngắm trong điều kiện trời nắng cũng khá là tốt. Trong khi đấy G7X Mark II thì nó lại không có các bạn nhé. Vì vậy chúng ta cũng có thể là cân nhắc về cái sản phẩm này. Đây là cái viewfinder của cái chiếc Sony RX100 Mark IV này. Khá là tiện, sẽ giúp cho bạn chụp trong điều kiện trời nắng khá là tốt đấy. Còn nếu mà xét về cái thông số kỹ thuật thì cái Canon G7X Mark II này có một lợi thế một chút về cái zoom, khi mà nó có thể zoom là 4x. Trong khi đây cái chiếc RX100 Mark IV thì nó chỉ zoom được 3x thôi. Và cái màn hình của cái chiếc Canon G7X Mark II nó lại cảm ứng được cơ. Trong khi đấy thì cái chiếc Sony RX100 thì nó lại không cảm ứng được. Khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì cái này cũng tùy thôi. Ví dụ như các bạn cần một cái chất lượng video tốt ấy, thì cái chiếc Sony RX100 này nó sẽ tốt hơn này, vì nó quay được 4K. Còn nếu mà các bạn mà gọi là chỉ cần một cái chất lượng video ở mức trung bình khá mà chúng ta chỉ cần là quay Full HD ở tốc độ là 60 khung hình một giây thì chiếc G7X Mark II này với mức giá rẻ hơn cũng như là chất lượng video nó cũng không đến kém thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái chiếc G7X Mark II này. Và cái chiếc máy G7X Mark II này nó có một cái cảm ứng trên màn hình ấy,
ra mình bảo nó không cần thiết, nhưng mà đúng ra khi mà chúng ta quay phim chúng ta muốn chạm màn hình thì chúng ta chọn một điểm nét nó sẽ tiện hơn Sony chúng ta phải sử dụng phím cứng thì nó sẽ hơi lâu hơn một chút. Hai cái chiếc máy này đều có một cái độ phân giải là 20 megapixel, nhưng ấy, nếu các bạn chụp chân dung ấy, thì mình đánh giá cái chiếc máy ảnh Canon G72 này nó cho ra màu sắc cũng như là cái độ mịn của da mặt ấy, thì nó đẹp hơn. Có nghĩa là Canon từ trước đến nay ấy, nó chụp người ấy, thì cái skin da cũng như là cái tông của cái da người ấy, thường nó cà đi khá là mịn, giống như kiểu đã qua Photoshop rồi ấy. Còn Sony ấy, nó khá là nét, nó nét đến gai mặt ấy, kiểu như là khi mà chúng ta chụp người ấy, nó sẽ rõ nét cả lỗ chân lông ấy. Vì vậy mà nếu mà ví dụ như cho mẫu xem ảnh luôn ấy, thì rõ ràng là người ta sẽ không thích cái kiểu như thế, tại vì nét gai quá nó không ấy đâu. Kiểu khi mà mẫu người ta cần sự ảo diệu thì rõ ràng cái chiếc máy ảnh Canon G72 là nó sẽ ra cho ra những cái hình ảnh ăn sẵn hơn. Cái này thì cũng tùy vào cái nhu cầu sở thích của các bạn thôi. Ví dụ như nếu các bạn muốn kiểu nét gai thì rõ ràng là cái Sony RX100M4 này sẽ có lợi thế hơn này. Trong khi đấy nếu các bạn cần kiểu trắng hồng nịnh mắt ấy mà không cần phải thông qua chỉnh sửa nhiều thì cái chiếc máy ảnh Canon G72 sẽ là chụp ảnh tốt hơn. Đấy là cá nhân mình thôi, mà mình đã chụp thử test hai cái chiếc máy ảnh này thì mình có những cái nhận xét cá nhân của mình là như vậy. Thì cái chiếc máy ảnh Canon G7X2 này, phụ kiện của nó sẽ bao gồm là máy pin, sạc thẻ, dây đeo và túi đựng. Thì mình sẽ tặng cho các bạn một thẻ nhớ là 16GB. Và cái chiếc máy ảnh này thì bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 3 tháng. Trong vòng 3 tháng nếu mà sản phẩm có lỗi gì về phần cứng thì bên mình sẽ hỗ trợ khắc phục 100% chi phí cho các bạn nhé. Thì để tham khảo thêm về cái sản phẩm này cũng như là một số những cái sản phẩm như đấy 100 Max 4 hoặc một số những cái sản phẩm khác thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc chúng ta có thể là đăng ký cái kênh của mình để thường xuyên xem những video mới nhất khi mình trên tay những video khác. Ok, thì xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé.